Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác ở khu vực miền Trung, hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp. Sau các đợt mưa lũ vừa qua thì nguy cơ dịch bệnh gia tăng càng hiện hữu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế cũng như các địa phương và đặc biệt là mỗi người dân. Là địa bàn thường xuyên ngập lụt trong mấy đợt mưa lũ vừa qua, nên sau khi nước rút, số ca bệnh sốt xuất huyết tại xã Hòa Tiến cũng tăng lên. Nước ứ động nhiều là nguyên nhân phát sinh muỗi gây bệnh. Ở trong khu vực này thì đang có dịch sốt xuất huyết một số ca xung quanh nhà, nên chi là bản thân và cũng như gia đình rất là lo lắng. Tất cả những người dân ở đây cũng rất là lo lắng cho cái bệnh dịch này, và mọi người cũng luôn dọn vệ sinh sạch sẽ, ấp hết các cái chỗ có liên quan để cho mà bảo vệ môi trường, chống muỗi phát sinh. Không chỉ tại huyện Hòa Vang mà tình trạng nước ứ động sau mấy đợt mưa lớn vừa qua cũng diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương khác. Như tại quận Sơn Trà đã ghi nhận các ca bệnh rải rác ở những khu vực ngập nước sau mưa lũ. Khu em thì ngập nhiều. Dạ, thì ví dụ như mưa mà lên á, thì nước ngập. Thành ra là muỗi càng phát sinh ra nhiều hơn. Triển khai các biện pháp tổng dọn vệ sinh, thu gom các vật phế thải để phòng dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, chúng tôi cử nhân viên xuống địa phương để điều tra tình hình côn trùng muỗi. Trên cơ sở điều tra đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho ủy ban nhân dân các phường triển khai các biện pháp chống dịch cụ thể tại từng địa phương. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã ghi nhận hơn 1.600 ca bệnh sốt xuất huyết. Mặc dù số ca bệnh thấp so với cùng kỳ năm ngoái và dịch sốt xuất huyết chưa bùng phát mạnh như mọi năm, nhưng qua giám sát cho thấy, tại các quận huyện vẫn còn nhiều điểm nguy cơ cao. Đến nay, cũng đã có nhiều ổ dịch nhỏ được phát hiện và xử lý kịp thời. Dựa trên cái số liệu các ca bệnh hàng tuần, hàng ngày, và sau đó là dựa trên các cái số liệu ổ dịch cũ, các cái vùng ngập lụt, thì khi đó triển khai các cái lực lượng về điều tra, các cái chỉ số về bọ gậy, các cái chỉ số về muỗi, thì những cái địa phương nào, những khu vực nào mà có cái chỉ số nó cao, hoặc là nó có cái khả năng nào nó lây lan bùng phát dịch, thì chúng tôi lập tức triển khai các cái biện pháp diệt lăng quăng và xử lý hóa chất ngay. Đà Nẵng vẫn đang trong mùa mưa và nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát là rất lớn. Các biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được ngành y tế và các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, mấu chốt quan trọng là mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống ngay tại nơi mình sinh sống, nhất là diệt lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi sinh sôi gây bệnh.